Hello, xin chào thầy anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vua Cờ Bạc. Và ngày hôm nay mình đã chơi cùng anh em đó là trò chơi ba cào, hay gọi là trò chơi ba xây mọi người ạ. Mình vào sạch sơ cấp, một số tiền nhỏ thôi, nhưng vấn đề là được ngồi đây chơi cùng anh em, nói chuyện cùng anh em, chém gió của anh em, như thế là cảm thấy quá là tuyệt vời rồi. Ok, thì hôm trước mình cũng có làm video về trò chơi ba cào rồi, thì mọi người bảo ô lạ nhở, sao thủ thớt lại chơi thắng suốt đấy. Vì cái trò chơi này thì cũng dựa hoàn toàn là vấn đề là may mắn thôi, không thể nào xoay cầu được. Mà tại sao thủ thớt ván nào cũng thắng, có phải là ghép video không? Ồ, điều đó là không thể mọi người nhá. Thì mọi người chú ý ở số tiền này, mỗi ván thắng mình chỉ lên được một ít theo số tiền cược của mình thôi, nên vấn đề ghép video là không thể mọi người nhá. Rồi, không miên man với mọi người nữa, mình tiếp tục chơi ba cào mọi người nhá. Bắt đầu đặt cược này, mình thì không giành cái thôi, mình chơi bình thường thôi, mình hay đặt một lần. Ok, mở bài thế nào. 8 điểm à, 9 điểm mọi người ạ. Ok, này ăn rồi, ăn 1.900. Mình cảm thấy chơi trò này mình rất là đỏ mọi người ạ, toàn thắng thôi, không hiểu tại sao cả. À, này tiếp nào, tiếp nào. 1 điểm. Ô, 1 điểm vẫn ăn này mọi người ạ. À đó, 3 điểm. À, mấy nhỉ? 3 điểm, đúng rồi, 3 điểm. 3 điểm vẫn ăn, quá đỏ luôn. Nhà cái đi đèn tất, mình đặt một lần thôi, đặt một lần mở bài cho xem nào. Wow, bộ ba luôn, ăn 3.800, là gấp mấy nhở, hình như gấp 3 lần đấy mọi người ạ, gấp 3 lần. Ồ, hay quá nhở. Từ lúc vào giờ mình cũng chơi được 5-6 ván rồi đấy mọi người ạ, như thua được một ván hay là hai ván gì đấy. Lại 8 điểm này, ăn sờ, quá tuyệt vời, nhà cái 5 điểm luôn. Hay quá nhờ. Ồ, chỉ còn 3 người thôi, mình và hai bạn nữa, mình không giành. Ồ, ok, một lần thôi, mở bài xem nào. Bảy điểm, ăn không? Lại ăn nào, ok, nhà cái thua tất. 1.900, 1.900 mọi người nhá. À, một lần thôi nào, quá tuyệt vời luôn, mình cảm thấy mình chơi trò này rất là đỏ luôn. Ván nào cũng thắng, lại 7 điểm này, ô 7 điểm thua à. Nhà cái 8 điểm mọi người ạ, ồ, là mình thua hai ván rồi đấy mọi người ạ, thua hai ván rồi, nhà cái 8 điểm, mình 7 điểm, không giành. Số tiền của mình là 2.040.000 mọi người nhé, 2.040.000. Rửa bài thế nào, 8 điểm ăn không, ăn sờ, nhà cái thua tất mọi người ạ, 8 điểm nhá, nhà cái có 6 điểm luôn, quá tuyệt vời luôn. Xem nào, xem nào, xem nào, một lần, mở bài ra xem nào, 9 điểm, sờ, lại ăn, ăn liên tục. Mình thấy trò này hay đấy, mình sẽ thường xuyên chơi trò này hơn mọi người ạ, vì là mình cái nào đỏ thì mình chơi thôi. 7 điểm, lại ăn, ồ sờ, quá tuyệt vời luôn. Chơi trò chơi này nhá, mình cảm thấy là thời gian chia bài mở bài rất là nhanh, một ván thì chỉ khoảng tầm 15 giây thôi, một phút thì chúng ta có hơn hai ván rồi, ba ván rồi, tiết kiệm một thời gian. 6 điểm vẫn ăn sợ, 1.900 mọi người ạ, quá tuyệt vời luôn. Một phút thì chúng ta nó đã chơi được hơn hai ván rồi, quá là tiết kiệm thời gian luôn, tiết kiệm thời gian mà lại có tiền, tội gì mà không chơi nhở. Mọi người tải về đi, tải CS68 về đi, chơi đi, rất là thú vị luôn.
7 điểm ăn không? Ăn rồi, bé gái 6 điểm. Hay quá nhờ. Thật cược nào. Mình thử giành em cái xem nào. Ồ, tất cả cùng giành luôn. Không được rồi. Một lần thôi xem nào. 1 điểm ăn không? Sợ hãy 1 điểm thua mọi người nhá. Nhà cái 7 điểm. Nhà cái được 7 điểm, mình 1 điểm. Tết thế này. Để thua bao ván rồi đấy. Mở bài. 5 điểm, ăn không? Ăn sờ. Nhà cái 1 điểm à? Hay quá nhờ. Ô, trái à? Ồ, ok, may quá, có 2 người vào rồi. 2 người vào chơi cùng mình. Tưởng là thoát ra hết, không ai chơi thì lại phải thoát ra vì bàn khác. Quá tuyệt vời luôn. Không giành, hai bạn thì đang giành cái rồi. Rồi, mở bài thôi nào. Cực một lần thôi. Mở bài. 6 điểm. Tuyệt vời, nhà cái 1 điểm. Hay quá nhờ. Mình cảm thấy chơi trò ba cào này khá là giải trí mọi người ạ. Đầu óc thoải mái. Tại vì mình thắng nhiều mà, mình không phải tính toán xoay cầu. Hoàn toàn là may mắn mọi người ạ, hoàn toàn là may mắn. May mắn thôi. 6 điểm, lại ăn. Ồ, hay quá nhờ. 950. Mọi người cứ thử đi. Thử tải trò này về đi. Thử chơi trò này đi. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là thư giãn luôn mọi người ạ. Không dành. Mình xoay điện thoại mọi người ạ. Xoay đi mọi người nhá. Bye bye. Ồ, nhà cái ăn tất rồi. Nhà cái 7 điểm. Mình được có 3 điểm thôi mọi người ạ. Buồn quá. Thế là từ nãy giờ xem nào. Mình thua 4 ván rồi đấy, 4 ván. Mà từ nãy giờ phải 15 ván rồi đấy mọi người ạ. Thua 4 ván rồi. Không sao. Số tiền mình vẫn đang nãi mọi người ạ. Đang nãi. Từ nãy giờ mình đặt rất nhỏ thôi mà bây giờ là nãi khoảng hơn 50. Hơn 50 thôi mọi người ạ. Mình ván nãi có 10.000. Thế thôi. Mở bài cho nào. 7 điểm ăn không? Ăn rồi mọi người ạ. Bạn thắng rồi. Thắng liên tục. 7.500. Ừ đúng rồi. 5.700, 5.700 hít. Nhờ cái. Mở bài cho nào. 2 điểm. Ôi. Nhà cái không điểm mọi người ạ. Nhà cái không điểm. Mình 2 điểm mình vẫn ăn. Ô, phát ra hết, may quá có hai người này vào chơi. Rồi video của mình cũng dài rồi. Hẹn mọi người ở những video lần sau nhá.